Mọi người đang nghe chuyện trên kênh Gốc truyện Đọc Đáo. Đừng quên like, share và đăng ký kênh ủng hộ kênh nhé. Hôm nay chúng ta cùng theo dõi chuyện, tôi nóng lòng muốn chiếm lấy cô ấy. Chap 62 Đúng rồi, công ty mà chúng ta điều tra ấy, lần này hình như họ đã nộp đơn kiện đối tác của chúng ta. À vậy sao, Nukum Yaks hả, sao vậy? Nghe nói là vấn đề về bằng sáng chế, nhưng chi tiết thì bài báo không đề cập đến. Chẳng phải đội TF của chúng ta cũng sẽ bị giải tán sao? Không đâu, chuyện đó không đột ngột xảy ra. So ưn phát hiện người phụ nữ phía xa rất quen thuộc. Trưởng phòng chị đi đâu vậy? Lẽ nào, thật vô lý. Tại sao cho Huyên Di lại ở đây? Cô ta đi đâu rồi? Thang máy cho nhân viên sao? Thang máy hiển thị tầng số 3. So ưn quyết định đuổi theo cô gái ấy. Cô thở hỗn hển, thang máy dừng lại ở tầng 7 rồi. Là tầng của văn phòng giám đốc mà trưởng phòng nói chúng ta từ từ về cũng được mà ưa ừ a à, chạy xong chóng mặt quá à ừ đúng vậy dù vậy chúng ta cũng mau lên trên thôi cuối tuần của mọi người vui vẻ chứ xin chào trưởng phòng cái đó giám đốc có bên trong không à hiện tại thì có nhưng mà vừa rồi mới gặp khách đến nên chắc hôm nay cô không gặp mặt được đâu không được không thể nào Cho huyên di yang huy Úc thì không sao nhưng nếu cô ta đụng đến giám đốc thì không được cô han Ổn chứ? Sao? Sắc mặt cô không được tốt lắm. Không, không có gì đâu. Tôi ổn mà, bình tĩnh nào bây giờ không phải lúc. Đúng vậy, để sau đi, bây giờ mình phải làm cho xong việc rồi sau đó cùng với đồng nghiệp đi chơi. Mọi người làm việc tốt rồi ta làm nhé. Vâng. Tôi, tôi đi vệ sinh một lát. Vâng. Quả nhiên không làm được, không thể nào tập trung vào công việc. Mình phải đi xác nhận một lát mới được. Cửa đang mở, có lẽ nào họ rời đi rồi sao? Biết đâu trưởng phòng xong còn ở bên trong. Lần trước tôi đã nói rồi mà. Nơi đây là nơi làm việc của tôi nhưng cũng là chỗ làm của Han So Eun. Anh sợ bị Han So Eun bắt gặp sao? Vậy, tôi tìm đến nhà của giám đốc thì tốt hơn nhỉ? Lúc này Han So Eun không kìm lại được cảm xúc. Cô ta mở cửa bước vào ngắt ngang cuộc trò chuyện của hai người. So Eun, ôi trời ơi! lâu ngày không gặp cho huyên di trả lời với vẻ mặt ngại ngùng han so ơn.